Kính thưa các khán thính giả của phòng tản mạn, tưởng như kết quả sau vòng đàm phán thứ 5 giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cánh cửa hòa bình đã mở hé. Thế nhưng, trong một diễn biến mới nhất, văn phòng Tổng thống Nga đã đưa ra một tuyên bố trái ngược hoàn toàn và cho thấy khả năng chiến tranh có thể sẽ bùng nổ dữ dội hơn vì sự cứng đầu của cả hai bên. Theo giới phân tích, mặc dù Nga và Ukraine có thể đã sẵn sàng trong việc đàm phán về khả năng đình chiến, nhưng mỗi bên đều muốn ngừng bắn theo các điều kiện của riêng mình. Chớ chiều thay, những nỗ lực thu hẹp khoảng cách của cả hai bên lại là tiền đề cho một loạt thử thách khác gay go và phức tạp hơn. Cái khó của cuộc hòa đàm Nga-Ukraine là chúng diễn ra trong bối cảnh Nga giáo diết tập trung quân giải phóng khu vực Donbass và tạo ra một lợi thế quân sự để áp đặt các điều kiện trên bàn đàm phán. Mặc dù các chiến dịch quân sự đang chậm lại trong vài ngày qua, tất cả các diễn biến gần đây cho thấy quân đội Nga đang chuẩn bị tổng tiến công ở khu vực Donbass nhằm kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và vô hiệu hóa các lực lượng còn lại của Ukraine ở phía đông của sông Donetsk. Trong mấy ngày qua, các lực lượng Nga đã dồn sức tấn công thành phố cảng Mariupol nằm ở phía đông nam Ukraine, tiêu diệt nốt tàn dư của tiểu đoàn Azov, lực lượng bị Tổng thống Putin gọi là phát xít mới. Các lực lượng Ukraine đã bị dồn ép vào quận cực nam của thành phố Mariupol và việc thành phố này bị thất thủ chỉ còn lại là vấn đề thời gian. Theo trang mạng Sao Vòng, ngày 31 tháng 3, quân đội Nga và các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đang tiếp tục càn quét Mariupol mặc dù vấp phải sự kháng cự tuyệt vọng của tàn dư tiểu đoàn Azov và lực lượng vũ trang Ukraine vốn hết đường trốn chạy. Với sự yểm trợ của Hải quân Nga, lực lượng dân quân Donetsk đã đánh chiếm trụ sở chính của tiểu đoàn Azov trong thành phố, giáng một đòn nặng nề vào lực lượng tân phát xít dân tộc chủ nghĩa này. Cũng trong ngày 31 tháng 3, để tạo điều kiện cho việc sơ tán thường dân còn lại khỏi Mariupol, Bộ Quốc phòng Nga đã mở thêm một hành lang nhân đạo từ thành phố bị chiến tranh tàn phá nặng nề tới Zaporozhye với điểm dừng ở Berdyansk. Trên các mặt trận khác ở Donbass, lực lượng Nga đã đạt được một số tiến bộ trong khu vực Izum ở phía nam Kharkov và đang tiến gần đến Sloviansk. Quân đội Ukraine đã chôn nổ một con đập gần thị trấn Kramatorsk để làm chậm đà tấn công của quân Nga theo hướng này. Các cuộc không kích của Nga tiếp tục nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine. Vào ngày 30 tháng 3, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã phá hủy các kho nhiên liệu lớn ở khu vực Starokonstantinov và Kheremensky, nơi cung cấp nhiên liệu cho cánh quân Ukraine tại Donbass. Cùng ngày, một cuộc tấn công với hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đã phá hủy hai kho vũ khí tên lửa và pháo lớn ở làng Kamenka, khu vực Donetsk. Rạng sáng ngày 31 tháng 3, Nga thông báo trong đêm máy bay chiến đấu chiến thuật và máy bay không người lái của nước này đã tấn công 52 mục tiêu quân sự, trong đó có 4 sở chỉ huy, một hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở phía nam Izum và một hệ thống Buk-M1 ở khu vực Khurakhovo. Trên chiến trường, các lực lượng vũ trang Ukraine đã cầm cự lâu hơn nhiều so với dự đoán của các nhà quan sát Nga và phương Tây, nhưng tương quan lực lượng về cơ bản vẫn không hề thay đổi. Moscow có đủ nguồn lực và ý chí chính trị và sự hậu thuẫn của dân chúng để hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo rằng quân Nga đang chuẩn bị tiến hành các trận đánh mới tại vùng Donbass, trong khi NATO cũng nhận định rằng các lực lượng vũ trang Nga không rút mà chỉ tái bố trí và Moscow sẽ tiến hành một số chiến dịch khác ở Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quân Nga đang tập trung lực lượng vào khu vực Donbass, đồng thời duy trì áp lực tại Kiev và một số thành phố khác. Theo ông Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine, chiến lược của Nga là điều quân từ phía Bắc về phía Đông Ukraine nhằm bao vây các lực lượng đang kháng cự ở đây, trong khi vẫn để một phần lực lượng xung quanh Kiev để ngăn cản lực lượng chi viện cho miền Đông. Trong khi đó, vòng đàm phán Nga-Ukraine tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần vừa rồi vừa hé lên một chút hy vọng với tuyên bố của các thành viên đoàn đàm phán hai bên. Tuy nhiên, Điện Kremlin sau đó đã dội một gáo nước lạnh khi phát ngôn viên Dmitry Peskov tuyên bố không có đột phá nào. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ điều gì thực sự hứa hẹn hay đột phá nào và cũng không hề có tiến triển nào trong việc tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky." Ông Peskov cũng khẳng định rằng bán đảo Crimea là một phần của Liên bang Nga và không phù hợp để đàm phán với Ukraine. Tuyên bố này nhằm đáp trả yêu cầu của Ukraine về việc thảo luận về quy chế của bán đảo Crimea trong vòng 15 năm sau bất cứ thỏa thuận ngừng bán nào. Phát biểu của ông Peskov trái ngược với các nhận định của phái đoàn đàm phán Nga tại Istanbul, đặc biệt là của trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky. Trưởng đoàn đàm phán Nga nhận định đã có các thương lượng thực chất và các đề xuất rõ ràng của phía Ukraine sẽ sớm được xem xét và đệ trình lên Tổng thống Vladimir Putin. Trong cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul ngày 29 tháng 3, phái đoàn Ukraine đã đưa ra 4 đề xuất chính. Yêu cầu quan trọng đầu tiên là phải có một thỏa thuận quốc tế bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó các nước bảo lãnh sẽ hành động theo một cách tương tự
Như điều 5 của NATO, vốn quy định tấn công một nước thành viên của NATO đồng nghĩa với việc tấn công toàn khối. Các nước bảo trợ ký kết thỏa thuận này sẽ bao gồm 4 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, cùng với 5 nước thành viên NATO, Đức, Ý, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Israel. Thứ hai, Ukraine chấp nhận điều mà Nga yêu cầu từ lâu là quy chế trung lập và phi hạt nhân, nhưng với điều kiện những cam kết về an ninh được đảm bảo. Như vậy, Ukraine sẽ từ bỏ ý định gia nhập NATO, mặc dù điều này đã được ghi trong hiến pháp. Thứ ba, Ukraine sẽ không triển khai trên lãnh thổ bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào. Tuy nhiên, các cuộc tập trận vẫn có thể được tổ chức ở Ukraine sau khi được các nước bảo trợ chấp nhận. Phía Ukraine yêu cầu thỏa thuận quốc tế nêu trên không cấm nước này gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời các nước bảo trợ cam kết đóng góp vào quá trình này. Cuối cùng, vấn đề bán đảo Crimea và khu vực Donbass tạm thời được loại khỏi thỏa thuận lần này để các bảo đảm có thể sớm có hiệu lực. Chính quyền Kiev đề xuất thời hạn 15 năm để hai nước đàm phán và trong thời gian này không sử dụng lực lượng vũ trang để giải quyết vấn đề, đặc biệt vấn đề bán đảo Crimea vốn bị Nga sát nhập vào năm 2014. Trong chuyến công du Trung Quốc hôm 30 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tỏ ra hài lòng với các kết quả thương lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ và coi đây là một bước tiến về phía trước. Theo giới phân tích, mặc dù Nga và Ukraine có thể đã sẵn sàng hơn trong việc đàm phán về khả năng đình chiến, nhưng mỗi bên đều muốn ngừng bắn theo các điều kiện của riêng mình. Chớ chiều thay, những nỗ lực thu hẹp khoảng cách của cả hai bên lại là tiền đề cho một loạt thử thách phức tạp hơn. Tổng thống Putin dường như vẫn là một trở ngại chính vì ông chưa sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Ukraine Zelensky. Những người đã tiếp xúc với Tổng thống Putin nói rằng ông ấy không tin rằng các điều kiện để ngừng bắn nằm trong tầm tay. Điều này khiến các nhà ngoại giao Nga, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, phải vật lộn trên hai mặt trận, ở nhà với người ra quyết định duy nhất và trong các cuộc đàm phán với các vấn đề vướng mắc còn sâu xa hơn cả lệnh ngừng bắn. Tổng thống Zelensky đã từng tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng tuyên bố trung lập cũng như cam kết không cho phép đặt các căn cứ hoặc vũ khí của NATO trên lãnh thổ nước này. Đây là một điểm chung then chốt, nhưng nó vẫn chỉ là bước tiến vào một đống vấn đề. Ban lãnh đạo ở Kiev chỉ chấp nhận ý tưởng trung lập với điều kiện rút toàn bộ lực lượng quân sự của Nga, đảm bảo an ninh tập thể và cam kết tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Khốn nỗi, vấn đề rắc rối lại gắn liền với ba đòi hỏi sát sườn này của phía Ukraine. Yêu cầu rút các lực lượng của Nga là không thể đạt được trước những câu hỏi sau đây có câu trả lời. Đó là liệu Tổng thống Putin có từ bỏ giấc mơ chia đôi Ukraine bằng sông Donetsk và tạo ra một Novorossiya mà ông ấy hằng mơ ước trong năm 2014? Liệu ông Putin có quyết tâm kết nối các vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk với một hành lang trên bộ tới Crimea, trong đó thành phố Mariupol bị tàn phá nặng nề là trung tâm chiến lược? Liệu ông ấy có quyết tâm mở rộng cuộc bao vây tới Odessa và biến Ukraine thành một quốc gia không giáp biển? Vấn đề chủ quyền của Ukraine là cơ bản nhất, khó khăn nhất và hai bên tham gia đàm phán dường như đang va đầu vào đá tảng. Phía Ukraine yêu cầu phải được toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm việc Nga trao trả bán đảo Crimea và tái hợp nhất các vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass. Điều này trái ngược với những đòi hỏi của Moscow rằng Ukraine phải công nhận bán đảo Crimea là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga và công nhận quy chế độc lập cho hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Để vượt qua rào cản đầu tiên, xem ra cả Moscow lẫn Kiev đều phải chấp nhận giữ nguyên hiện trạng. Điều này có nghĩa là trên thực tế, bán đảo Crimea vẫn là một phần của Liên bang Nga nhưng không được quốc tế công nhận. Vấn đề của các vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass còn khó khăn hơn nhiều. Ukraine đang đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc chấp nhận mất trắng Donbass để cứu lấy phần lãnh thổ còn lại, hoặc chấp nhận sửa đổi thỏa thuận Min với mức độ tự trị của các khu vực ly khai mà Kiev không thể ngờ tới. Tuy nhiên, có thể sẽ là quá muộn nếu Tổng thống Putin dự tính sáp nhập các vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass như đã từng sáp nhập với bán đảo Crimea. Một vấn đề thứ hai liên quan đến vai trò mà các quốc gia trung gian hòa giải như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc có thể đóng góp vào việc giải quyết cuộc chiến Ukraine. Mỗi chính phủ trong số các nước nói trên lại có một điều gì đó khác biệt trong một nỗ lực hòa giải. Trong số 3 nước tự nguyện làm trung gian hòa giải nói trên, Israel được chính phủ Ukraine tin cậy nhất, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO và có uy tín lớn nhất đối với Moscow, trong khi Trung Quốc lại nắm trong tay đòn bẩy lớn nhất đối với Nga. Cuối cùng, vấn đề gay go nhất xoay quanh câu hỏi là phải làm gì sau khi chiến tranh Ukraine kết thúc, các quốc gia hòa giải dường như đã có câu trả lời. Ibrahim Kalin, cố vấn chính của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, đưa ra quan điểm: mặc dù chúng tôi hoàn toàn bác bỏ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, nhưng những quan ngại của phía Nga vẫn phải được lắng nghe, bởi vì sau cuộc chiến này sẽ phải có một kiến trúc an ninh mới được thiết lập giữa Nga và phương Tây. Nếu để ý đến những gì các quan chức ngoại giao Trung Quốc từng tuyên bố, lập trường của Bắc Kinh dường như cũng tương tự lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ từng tuyên bố, hòa bình và ổn định lâu dài của châu Âu dựa trên nguyên tắc an ninh không thể chia cắt, phải có một kiến trúc châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững.
Có một điều rõ ràng là Ukraine đang phải trả giá cho việc thách thức Nga. Được sự khuyến khích của phương Tây kể từ cuộc cách mạng Kan năm 2008, Kiev kiên trì theo đuổi việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Trong hơn một thập kỷ qua, ban lãnh đạo Kiev đã từ chối đàm phán về quy chế trung lập hoặc mối quan hệ thân thiết hơn với Moscow. Bất chấp những lời đe dọa và giới hạn đỏ lặp đi lặp lại của Nga, Kiev vẫn tỏ ra chống đối Putin. Sự chống đối đó đã dẫn đến việc mất bán đảo Crimea, một cuộc nội chiến xảy ra ở Donbass và bây giờ là cuộc chiến tổng lực với Nga. Phương Tây đã khuyến khích Ukraine thực hiện cách tiếp cận anh hùng rơm kiểu Đông Ký Sốt, ngay cả khi nói rõ rằng Ukraine không có cơ hội gia nhập NATO trong thời gian trước mắt. Bây giờ, người Ukraine phải tự cứu lấy mình với những loại vũ khí phòng thủ hạng nhẹ Stinger Javelin và vũ khí hạng nặng lỗi thời như xe BMP-1 trong kho vũ khí Đông Đức. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.